Chào các em, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em về mạch phân cực cho BJT, mạch phân cực cho transistor lưỡng cực. Mạch đầu tiên, các em ta gọi là mạch phân cực kiểu định dòng, cho mạch khuếch đại như hình, sử dụng SINPN. Câu số 1, xác định tính điểm Q. Câu số 2, viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh cho mạch sau. Sau khi mà chúng ta nhận được một cái mạch điện thì các em hãy quan sát cho cô cái màn hình. Và trên màn hình này chúng ta có con BJT. Và ở cực C của nó là gắn với điện trở RC. Ở cực B của nó gắn điện trở với RB và nguồn một chiều là nguồn phân cực VCC. Đây là mạch phân cực. Để giải đáp cho câu thứ nhất, tức là xác định tính điểm Q, tức là chúng ta phải xác định xem mạch này đang ở chế độ hoạt động nào, thì đầu tiên hết các em phải xác định là mạch này mắc chung cái gì. Thế thì đây là một màn hình và các em theo đúng quy tắc là thứ nhất, các em nhìn vào cực phía bên tay phải của các em, bên màn hình của mạch điện, thì ta gắn với ngõ ra, như vậy cực này đã được gắn với ngõ ra, như vậy cực thu của chúng ta là bị bật. Tiếp theo, ở bên tay trái của các em, tay trái của transistor luôn, tức là nhìn từ phía các em lên trên bảng, thì cực nền được gắn với input. Như vậy output và input là cực thu và cực nền. Như vậy cực còn lại ta gọi là mắc chung. Mắc chung để làm gì? Xác định tính điểm Q là một điểm nằm trên họ đặt tuyến ngõ ra. Như vậy Q phải được xác định bằng tọa độ là ICQ và VCQ. Đây là cái bài toán mà chúng ta phải xác định. Thế thì để tiến hành giải bài tập 1, bài toán cho ra thì các em sẽ vẽ cho cô cái dòng một chiều, tức là nguồn VCC dòng một chiều một đỏ ở đây. Và câu hỏi của bài toán, câu số 1 là xác định tính điểm Q, câu số 2 là viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh cho mạch. Thế thì để giải quyết được bài toán này, chúng ta sẽ tiến hành lần lượt như sau. Bước 1, chúng ta sẽ vẽ phương trình phân cực. Phương trình phân cực là theo cái khung đầu tiên màu đỏ. Các em có thể viết cho cô là VCC theo đúng định luật Kirchhoff, tổng đại số các áp rơi trong một khung kín thì bằng 0. Và như vậy các em có thể thấy phía bên trái của các em là VCC thì bằng, tiếp theo là IBRB cộng với VBE là cái điện áp rơi ở trên chuyển tiếp RE. Và chúng ta viết được phương trình, ta gọi nó là phương trình phân cực. Từ phương trình này các em có thể tính ra IBQ bằng VCC trừ VBE RB. Và nếu linh kiện của chúng ta có thể là từ silic thì chúng ta có con số 0,7. Nếu germanium chúng ta có 0,3. Đây là điện áp tối thiểu đặt trên chuyển tiếp. Và nếu giá trị nguồn của chúng ta lớn thì các em có thể chia cho RB. Và như vậy từ giá trị IBQ chúng ta xác định được. Và bước thứ hai chúng ta tiến hành xác định ICQ bằng công thức beta IBQ cộng ICBO. Bước 2 chúng ta tìm giá trị ICQ. Sau khi chúng ta tìm được giá trị ICQ, chúng ta tiến hành bước 3 là phương trình đường tải tĩnh. Là em phải tìm nơi nào có điện áp VCE. Và chúng ta xét cái khung thứ hai ở trên màn hình. Và các em thấy khung thứ hai có nguồn VCC, em đặt một phía tay trái, bằng ICRC cộng VCE. Dấu cộng ở đây một lần nữa khẳng định là transistor là một khối nguồn dòng điện. Dòng thì đổ từ trên xuống dưới, điện áp thì ngược từ dưới lên trên. Và từ giá trị này các em có thể suy ra VCEQ bằng VCC trừ ICQ. Câu số 1 của chúng ta đã được xác định. Tọa độ của điểm Q của chúng ta đã được xác định trên tọa độ là giá trị ICQ và VCEQ. Câu số 2 là xác định và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Em chuyển vế cho cô IC qua đây bằng trừ 1 trên RC VCE cộng VCC chia cho RC. Và đây là phương trình đường tải tĩnh của mạch có dạng Y bằng trừ AX cộng B. Các em có thể vẽ như sau, IC bằng 0, lúc đó ta có một giá trị là VCC. VCE bằng 0 thì ta có một giá trị là IC bằng VCC chia cho RC là điểm thứ hai là IC max. Nối hai điểm lại, chúng ta có một
phương trình đường tải có dạng y bằng trừ ax cộng b. Và như vậy, giao điểm của đường tải tĩnh với đường đặc tuyến ybq này sẽ cho ta tính điểm q. Và đấy là bài phân cực đầu tiên. Mục thứ hai, mạch phân cực kiểu định dòng IB có điện trở RE khác không? Tức là RE bây giờ khác không? Rồi, các em hãy viết cho cô trong mạch khuếch đại như hình. Trong mạch khuếch đại như hình. À, các em cô bài này không bao giờ được quên cái mũi tên. Trong mạch khuếch đại như hình, em vẽ trước tiên là con transistor đã. Và bây giờ ở cực ơ của chúng ta có một cái điện trở. Và cực C của chúng ta có điện trở mang tên cực C. Cực B của chúng ta có điện trở mang tên RB là điện trở phân cực. Và như vậy cái mạch điện của chúng ta có dạng như sau, cho mạch khuếch đại như hình. Và ở đây, ở cái mỏm này cô đề vào đây là VCC. Cho mạch khuếch đại như hình, sử dụng SINPN. Sử dụng SINPN. Sử dụng SINPN. Biết tất cả các giá trị nào, VCC này, RB này, RC này, RE. Câu số 1 xác định tính điểm Q. Câu số 2, viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh giống hệt những câu lúc nãy. Tức là mạch phân cực kiểu định dòng, đây là mạch thứ hai trong mạch phân cực của transistor. Nào bây giờ em nào có thể nói cho cô bài giải. Để xác định tính điểm Q, trước tiên cô muốn hỏi là con transistor này được mắc chung cực gì các em? Cực gì? Cực E, đúng rồi, tại sao vậy? Cô mời bạn đầu tiên này bé. Ở Thành đi. Tại sao? Cực C. Rồi, giỏi. Cảm ơn em. Mời em ngồi xuống. Bây giờ các em viết cho cô nào. Đây là mạch mắc chung C. Ta phải xác định điểm Q có tọa độ ICQ và gì? VCEQ trên đặc tuyến ngõ ra. Như vậy chúng ta cũng phải tưởng tượng ra đặc tuyến ngõ ra của chúng ta như, nó giống như lúc nãy, một trục là IC và một trục là VCEQ. Được chưa? Và bây giờ bước đầu tiên chúng ta phải tiến hành là viết cái gì các em? Phương trình gì? Phân cực theo khung thứ nhất màu đỏ. Phương trình phân cực này, bây giờ các em nhìn cho cô này, cô vẽ cái dòng màu đỏ là dòng, dòng màu đỏ sẽ là dòng trong mạch. Dòng màu đỏ của chúng ta đi phân cực này các em, nó sẽ đi từ trên xuống dưới và tất nhiên nó nối mạch màu đỏ. Và chúng ta xét cái khung đầu tiên là khung số 1, nó bao trùm cả RB này. Xong nó đến cái cực nền này. Xong nó đi xuống này. Và nó bao trùm cả RE các em. Các em nhìn cho cô này, ở đây có RE đúng không? Và ở đây có dòng IE đi xuống. Ta phải viết 3 dòng. Và như vậy cái khung màu đỏ của cô bây giờ nó thêm một phần tử nữa. Như vậy bước đầu tiên ta viết nào. Các em viết cho cô viết phương trình phân cực. Xét khung vòng kín VCC, VBE, RE và khung 1. Đây, ta sẽ có, các em viết cho cô nhanh nha. VCC thì bằng IBRB, đúng chưa nào? Cái vector IBRB đây đúng không? Đúng không các em? Rồi tiếp theo, dấu cộng gì? V gì? VBE, đúng chưa nào? Rồi tiếp theo nữa là cộng. Bây giờ chúng ta có IE, RE. Tại vì đi qua cái điện trở này của chúng ta này các em, là có phải có dòng IE không? Được chưa? Rồi, từ đây chúng ta sẽ, đây là phương trình phân cực. Và chúng ta phải biến cái IE này liên quan tới IB không thôi. Và các em viết cho cô này, IE thì bằng beta lần cộng 1 ở IB. Tại sao vậy?
Ta có này, IE thì bằng IC cộng IB. Sao cái bảng này COVID nó không quen các em ạ? Rồi IC thì bằng beta lần IB. Như vậy từ cái phương trình này chúng ta có thể suy ra IB thì bằng beta lần cộng 1. Và ta thay cái IE vào đây, ta có IB, RB này giữ nguyên này, VBE giữ nguyên này, cộng với beta lần cộng 1 IB, RE. Và chúng ta chuyển vế, ta tìm được IBQ thì bằng VCC trừ VBE chia cho RB cộng beta cộng 1 RE. Đây là cái phương trình mà rất quan trọng mà các em phải đóng khung đó lại. Đây là phương trình thứ nhất. Như vậy các giá trị trong này có xác định không các em? Xác định không? Có. VCC biết không nào? Biết không? VBE biết không em? Đố các em bằng bao nhiêu? Không phải 7, đúng rồi. Giả sử như vậy, nếu người ta tính RB cộng với beta cộng 1, tất nhiên người ta cho hết vào RE. Như vậy cái IBQ này chúng ta xác định được không nào? Được. Các em viết xong chưa? Nhanh, thật nhanh. Tiếp theo, bước 2, ở trên cái màn hình các em thấy có một cái điện trở RB thì bằng beta lần cộng 1 RI, tức là RI bằng beta lần cộng 1 RE, thì người ta định nghĩa như vậy. Nhưng cô chỉ lưu ý các em, ta không cần, bây giờ ta tiến hành theo bước 2, tức là ta bắt đầu xác định giá trị ICQ. Thì chúng ta lại máy móc, tức là áp dụng công thức là beta IC thì bằng beta lần IBQ cộng với ICBO. Và ICBO trong trường hợp này của cô là bằng mấy các em? Bằng 0, giỏi. Vô cùng sung sướng. Đúng không? Rồi. Sau khi xác định được ICQ, các em tiến hành cho cô bước thứ 3. Bước thứ 3 là bước chúng ta phải xác định VCE. Bây giờ lúc nãy chúng ta có tính được ICQ rồi đúng không? ICQ thì có giá trị rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm VCEQ. Nó nằm ở đâu đấy? Bây giờ ta phải đi tìm. Thì VCEQ là cái vector màu đỏ, nó nằm ở vị trí này. Thế thì bây giờ các em phải tìm một cái khung cho cô. Cái khung nào nó chứa cái VCE này? Thì đây là cái khung thứ hai mà trên bảng. Các em xem cái khung màu đỏ cô đang vẽ bằng tay đây. Cái khung này nó chứa VCE các em. Và nó chứa lần này có bao nhiêu phần tử? Nào em ở bàn phía bên, em đeo mắt kính ngồi sát bàn đấy. Em, cô muốn hỏi trong cái khung kín này có bao nhiêu phần tử? Có nguồn không em? Có, giỏi, VCC đúng không? Rồi có RC không? Rồi còn có thêm cái gì nữa? VCE, đúng rồi, giỏi. Và có thêm cái gì nữa các em? Có RE. Rồi, thế thì bây giờ các em nhìn cho cô cái, em đọc cho cô cái phương trình này nào. VCC ta viết một phía nào thì bằng ICRC. Cô xin lỗi là cô viết hơi đảo lộn. ICRC là cái vector này đúng không? Cộng VCE các em. Và cuối cùng cộng gì? IE. Có đúng không? RE đây. Đúng chưa nào? Nào các em viết vào nhanh cho cô. Đây là phương trình đường tải. Trong đó nó có tất cả 3 thành phần. Một mặt phía bên này là VCC. Các em viết đảo thứ tự cho cô. Tức là VCC thì bằng ICRC. Và vector VCE mặc dù nó ngược chiều nhưng chúng ta vẫn đặt là dấu cộng. Đúng rồi. Cô thấy có một bàn các bạn chỉ trên bảng như vậy là đúng. Tiếp theo, cộng VCE và cộng IERE. Và bây giờ các em có thể cho cô một cái IE của chúng ta đấy. Đây này các em nhìn cho cô này. IE thì có phải là bằng beta lần cộng 1 của IB đúng không? Đúng chưa? Và ta có là IC á thì bằng beta lần của IB
Như vậy một cái là 100 chẳng hạn, rồi cộng với 100 lần IB của một cái là 1 IB. Như vậy cô có thể suy ra được, cô cho luôn IE gần bằng IC. Và như vậy các em nhìn cho cô nào, ta sẽ có VCEQ thì bằng VCC trừ ICQ. Cái này và như vậy chúng ta tìm ra cái giá trị, và cái giá trị này là cái đáp số của bài toán câu 1. Có đúng không? Các em viết thật nhanh. Và phương trình đường tài tĩnh cô phải chuyển vế như thế này. Đây là trục Y thì bằng trừ 1 trên RC cộng RE. Đây là IC phụ thuộc vào VCE. Nào, cộng với VCC chia RC cộng RE. Và như vậy em chỉ cần viết cho cô cái phương trình đường tài tĩnh đến đây thôi. Đề nghị chúng ta viết ngay vào tập, bởi vì chúng ta chuẩn bị vẽ đặc tuyến vô 5 bè. Tất cả những cái mà cô chú thích ở đây, điện áp tại cực hay là điện áp tại collector, em viết để biết. Hay là VC bằng VCC trừ là điện thế, thì những cái phương trình này có thể các em không cần phải viết làm gì. Bởi vì ở đây là VE này, VC và VB là điện thế tại cái điểm đó. Nhưng chúng ta có thể chỉ dừng ở cái chỗ IC thì bằng trừ 1. Phương trình này có dạng Y bằng trừ AX cộng B. Khung màu xanh mà vừa mới bay lên đấy các em là một cái khung ta gọi là khung để tính toán phương trình đường tải. Và các em hãy lưu ý để chúng ta biết, và nó chỉ có một cái hình này thôi, cho nên là cũng không có gì mà gọi là khó cả. Cô đang biểu diễn ở trong cái khung màu xanh để cho các em thấy rõ. Rồi, câu số 2, viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Bây giờ các em nhìn cho cô nào. Phương trình đường tải tĩnh của chúng ta, cô xin lỗi một chút. Không. Ok. Là bây giờ cô sẽ copy cái phương trình đường tải tĩnh này xuống. Xin lỗi. Nào, để cho các em thấy rõ một chút. Nào, bây giờ cái câu thứ hai này. Rồi. Giờ nó bị mất cái dấu rồi. Sao mà cô vẽ được ta? Rồi, bây giờ các em nhìn thấy bảng câu số 2. Thế thì ở đây các em thấy sẽ trên đồ thị thì chúng ta bình thường chúng ta vẽ một cái trục IC và trục VCE. Nào, các em vẽ vào thật nhanh cho cô. Và bây giờ nhìn tiếp cái phương trình này là Y này bằng trừ này A này nhân với X này cộng với B này. Bây giờ cô đố các em, X bằng 0, Y bằng mấy? Y bằng B, tức là bằng gì? VCC chia cho RC cộng với RE, đúng không? Đây, bằng giá trị này đúng không? Vẽ vào cho cô. Rồi thứ hai là cho Y bằng 0 thì X bằng B chia A, đúng không? Là bằng giá trị VCC đây. Đúng không các em? Nào, và chúng ta có thể nối hai cái điểm này được không? Và chúng ta có phương trình đường gì đây? Phương trình đường gì? Đọc cho cô tên coi nào. DC LLL. Thôi bây giờ mình thế đọc tiếng Việt được không? Phương trình đường tải tĩnh vẽ bằng bút màu cho cô. Nếu không á, mai mốt là cô chấm tập á, ai mà có bút màu là được điểm cao. Đồng ý không? Thế bây giờ mình chưa hề biết gì cả. Mình chưa có mấy cái đường đen đen. Và bây giờ em thế cái giá trị ICQ vào đây.
Đúng không? Em chọn một cái giá trị ICQ mà lúc nãy em tính được. Em vẽ một đường song song thì nó sẽ cắt cái trục này tại điểm Q và kem chiếu xuống. Được chưa? Và như vậy chúng ta xác định được tính điểm Q. Và các em chú thích tự vẽ thêm một đường nữa, đây là giá trị IBQ tự đặt vào luôn. Và đấy chính là cái bài đáp án. Và em nào đi làm bài tập, các em lưu ý bây giờ chúng ta có thể mở các cái đề thi ra rồi. Và các em sẽ thấy rất đặc biệt là nếu các em ta gọi là tương đối hiểu bài thì các em sẽ nhìn thấy ở nơi này một cái chúng ta tự phải suy ra được. Thí dụ như giá trị max là giá trị mà VCZ ở trên đồ thị. Còn nếu mà chúng ta tự vẽ vào, thế thì trong tất cả các cái bài kiểm tra hay là bài thi đó, thì bây giờ cô có đặt vào cái câu là viết và vẽ phương trình đường tài tĩnh. Nhưng trong bài tập, trong sách á, hiện tại có thể chưa có phương trình đường tài tĩnh, thì các em phải tự vẽ vào cho cô. Không có một bài nào. Năm trước cô còn nhận thấy có một số em rất đặc biệt làm bài tập mà không có hình vẽ luôn đấy các em. Các em bảo hình vẽ là trong sách rồi là không được. Rồi bây giờ cái câu trắc nghiệm này các em, cô thí dụ nha, Q nằm ở vùng khuếch đại, Q nằm ở vùng khuếch đại, tọa độ điểm Q. Bây giờ các em viết cho cô một cái câu trắc nghiệm hỏi nè. Q nằm ở vùng khuếch đại, tọa độ điểm Q ở các vị trí sau. À, tất nhiên là có thể là người ta vẽ hình, nhưng mà cũng có thể là người ta không vẽ hình, mà người ta lại vẽ là tọa độ điểm Q được xác định như sau: IC min VCE max. IC max VCE min, tức là thí dụ như bốn phương án đi, IC khác không VCE max, IC khác không VCE khác không, chọn phương án nào các em? D, đúng rồi. Như vậy là chúng ta phải hiểu. Thế bây giờ mạch được phân cực ở chế độ ngắt khi sai, vẫn phương án này. À đúng rồi, đúng rồi. Cô thêm phương án nữa. Thế em chọn phương án nào? Phương án nào? Ở chế độ ngắt phương án nào? Rồi, IC min, đây chính là điểm gì đấy các em? Điểm Q1. Thế bây giờ nếu mà mạch được phân cực ở chế độ bảo hòa, IC max và V gì? Cermin. Em thấy cái điểm Q không? Và như vậy điểm Q của chúng ta. Thế bây giờ cô muốn hỏi nè, bây giờ em giải thích cho cô điện áp rơi ở trên cực C khi mạch ở chế độ bảo hòa, điểm áp rơi ở trên cực C bằng bao nhiêu? Rồi, khi mạch được phân cực ở chế độ ngắt, điện áp rơi trên cực C bằng bao nhiêu? Bằng CCC. Rồi, như vậy là các em đã hiểu cái phần phân cực nó quan trọng như thế nào. Và như lúc nãy cô có nói là cái mạch điện của chúng ta, đây, các em nhìn lại cái mạch điện của chúng ta, nó hơi lằng nhằng cái này tại vì cô vẽ mạch vào. Đây, bây giờ các em nhìn cho cô một cái mạch điện màu đỏ phía bên đây. Các em sẽ thấy này, cái điện trở RB nó vẫn đóng vai trò. Các em, điện trở RB người ta gọi là điện trở phân cực, và nó đóng vai trò rất chủ đạo. Bây giờ các em nhìn cho cô phía công thức. Công thức này, IBQ thì bằng VCC trừ VBE chia cho RB này các em. Bây giờ cô đố các em này, RB mà tăng thì transistor trở về trạng thái gì? Bây giờ mạch đang dẫn
Bây giờ cô tăng điện trở RB thì bây giờ nó sẽ chuyển sang trạng thái gì? Chuyển dần sang trạng thái dẫn yếu. Được không? Nếu RB giảm thì trạm mạch được phân cực chuyển sang trạng thái gì? Trạng thái gì các em? RB giảm. Đây các em nhìn cho cô này. Điện áp ở trên này này, VCE này. Giỏi. Như vậy nếu cái này VCE mà max á, gần bằng VCC này, tức là mình đo điện áp á, thì em kết luận cái gì? Ngắt. Giỏi. Thế thì VCE bắt đầu sụt áp thì transistor chuyển sang trạng thái gì? Dẫn. Sụt áp tức là sao? Bây giờ từ đây bằng 5, cô thí dụ nha, bây giờ mình thử làm bài toán đơn giản thôi, cái này 15V. Thế xong bây giờ cô đo vào đây. VCE của cô nè, mạch này nhá, gần bằng 14V. Thì lúc này em nói cái mạch của em đang ở trạng thái gì? Ngắt hoặc dẫn yếu. Được chưa? Thế nếu VCE của em mà bây giờ cô đo nè, VCEQ bằng 1V. Ở trạng thái gì các em? Gần ở trạng thái bảo hòa, và như vậy nó có khả năng cháy mạch, đúng không? Rồi. Giỏi, như vậy là các em đã phân công rồi. Và có một điểm QMS và Q max win lúc nãy cô nói thì nó bằng bao nhiêu? Không cần phải tính. Đúng không? Thì nó khoảng 7,5. Có đúng không? QMS. Rồi, bây giờ các em cho cô bài toán ngược. Các em viết cho cô bài tập về mạch phân cực này. Bài toán thiết kế mạch. Bài toán thiết kế mạch phân cực. Cho mạch khuếch đại như hình. Hình này này các em. Cho mạch khuếch đại như hình. Cho mạch khuếch đại như hình. Sử dụng SINPN. Xác định điện trở phân cực. Xác định điện trở phân cực. Sao cho mạch làm việc ở chế độ QMS. Câu số 1 đấy. Xác định điện trở phân cực. Sao cho mạch làm việc ở chế độ QMS. Như vậy bây giờ chúng ta thấy QMS nằm ở đây. Mình chẳng hiểu gì cả. QMS có thể xác định được không các em? Câu số 2. Viết và vẽ phương trình đường tài tĩnh. Câu số 2. Viết và vẽ phương trình đường tài tĩnh. Đây là bài tập lớn. Về nhà. Bây giờ các em viết cho cô gợi ý của bài giải. Nào. Viết phương trình đường tài tĩnh, vẽ. Rồi bây giờ các em nhìn lên bảng. Tức là QMS á, thì em có thể tính ra được ngay. Có đúng không các em? Bởi vì bài toán bây giờ người ta không bắt được, bắt em xác định tính điểm Q nữa, mà bây giờ người ta bắt em tìm cái R cơ, RB cơ các em. Mà chúng ta lại biết được cái điểm Q của chúng ta này các em. Q của chúng ta là QMS. Đúng không? Thế thì bài toán quay trở lại là tìm cái RB này. Ta biết được điểm Q, tức là ICQ các em biết được không? Rồi, giỏi. Thế từ ICQ em suy ra được IBQ không? Được không? Dễ mà. Bằng cái gì? Chia cho beta đúng không? Và từ IBQ này em có thể suy ra được RB không?
Được không? Được. Bởi vì RE biết rồi, beta cộng nồn, tất cả cái này biết hết rồi, chúng ta tìm được cái RB. Em viết ngay vào cho cô. Thứ nhất là IC ta có này. Chúng ta sẽ có được, mới đầu là QMS này, ta suy ra được IC. IC ta suy ra được IB. IB chúng ta suy ra được RB. Đúng không? Đấy là bài toán thiết kế. Đấy kìa. Bài toán thiết kế. Bây giờ chúng ta sang phần 2.3. Mạch phân cực cầu phân áp. Cho mạch khuếch đại như hình. Các em, nhanh cho cô. Cho mạch khuếch đại như hình. À, bây giờ bàn cô đánh số là từ bàn 1, bàn 2, bàn số 2 là cái góc đấy đấy. Số 3, số 4, số 5, số 6, đúng không? Cho mạch khuếch đại như hình, câu số 1. Xác định tính điểm Q. Câu số 2. Viết và vẽ phương trình đường tài tính. Đại diện bàn số 2 đứng lên. Cô muốn hỏi, đây là mạch phân cực, mắc cái gì chung? Và tại sao? Nào, em nào đứng lên, cô sẽ hướng dẫn. Bây giờ tất cả lớp chúng ta có thể rất bỡ ngỡ. Có đúng không? Thấy một cái mạch như thế này, thì hỏi nguồn ở đâu, các em bắt đầu nhớ cho chúng ta là nguồn là ở phía trên này và cộng VCC, tại vì vector ở đây của chúng ta là NPN, đúng chưa? Bây giờ mình chỉ chú trọng vào con transistor thôi. Các em chú trọng vào cho cô transistor. Câu số 1 của cô nào là xác định tính điểm Q. Tức là mình phải xác định nó trên tọa độ nào. Mà chúng ta có hai cái họ đặc tuyến gõ ra. Cô đề nghị bàn thứ hai đại diện đứng lên. Cô muốn hỏi mạch này là mạch chung gì? Tại sao? Nào, một em nào đã đứng lên? Đại đi. Rồi, em cứ... Mạch này là mạch mắc chung gì em? Tại sao? Nhìn phía tay phải của nó. Đúng không? Tay phải của các em này. Như vậy ở trên phía tay phải này là em sẽ nhìn thấy cực C, đúng không? Rồi. Và như vậy nó bận rồi. Ở đây có cực ơ mình cũng chẳng quan tâm. Rồi, tiếp theo nhìn thấy trái của con transistor này. Như vậy điểm này là cực gì? Cực này. B, như vậy nó là cực gì đấy? Ngõ gì? Đây là ngõ ra, đúng không? Ủa sao em không nhìn thấy à? Ờ, thấy cô tất nhiên rồi, cô to đùng cái này. Nào các em, cực này là cực gì của con transistor? Cực B. Như vậy nó là input, đúng không? Tay trái của các em. Như vậy nó thừa lại cực này, đúng không? Như vậy đây là mạch mắc chung gì? Chúng nghe. Bây giờ cô muốn hỏi tiếp nè. Thế tọa độ điểm Q thì được xác định bằng cái gì? Là Y gì các em? ICQ. Và gì nữa? V gì em? Rồi, cảm ơn em. Mời nhóm thứ hai làm việc tốt. Ngồi xuống. Như vậy câu số 1 là phải hỏi cái đã. Thế thì bây giờ em bắt đầu quan sát trong mạch này. Các em nhìn cho cô, mạch điện này của chúng ta rất là phức tạp. Bây giờ tất cả chúng ta có thể nhìn lên màn hình và có thể nhìn lên bảng cũng được. À, ta có này, bây giờ mình phải học thuộc lòng thôi. Em nhìn cái cực C có RC, cực E có RE. Trời ơi, thế xong em ra cái cực nền. Lúc nãy mình học có mỗi cái RB1 ở trên này thôi. Bây giờ nó thêm một cái RB2 nữa. Cực kỳ phức tạp, đúng không các em? Bây giờ cô vẽ trên màn hình để cho chúng ta biết một chút. Như vậy á, bây giờ dòng điện nó sẽ đi như thế nào? Bây giờ mình cứ phải vẽ đại cái đã. À, nó đi... Trước tiên là để đi đến dòng IB đó, mà bây giờ em thấy gay go rồi. Dòng IB đây của chúng ta này, dòng màu đỏ. Bây giờ dòng IB, dòng màu đỏ đi tới đâu? Các em vẽ vào cho cô nhanh, vẽ dòng màu đỏ. Nguyên một cái nguồn một chiều và nó đi như thế này, bây giờ mình tính làm sao được đây? Thế thì cái mạch này là mạch mà các em gặp nhiều nhất từ nay về sau. Thế thì để giải quyết cái bài toán mạch này á,
thì cô có một cái cầu phân áp. Và cái cầu phân áp như thế này, tôi để cô qua bên đây. Thế thì theo định luật trước đây chúng ta có học này các em. Ở đây cô có một cái nguồn. Các em vẽ nhanh cho cô này. Mạch phân cực cầu phân áp có hai điện trở. Vẽ nhanh lên cho cô. Bởi vì chúng ta không có thời gian, cái này là cái điểm cô gọi là điểm giữa M. Và đây chúng ta, đây là mạch VCC của chúng ta. Đây là cái cầu chia áp. Và cái cầu chia áp này cô bày cho các em tính rất nhanh. Bây giờ cô muốn biến cái cầu chia áp này của cô. Các em nhìn cho cô cầu chia áp nào. Các mình nhìn đến bảng cũng được. Chắc là có cái vấn đề gì đấy đối với màn hình. Rồi lên rồi. Rồi các em vẽ nhanh cho cô cầu chia áp. Đây là điện trở RB1. Đây là điện trở RB2. Được chưa? Cầu chia áp này lấy từ nguồn VCC và cô biến nó thành một cái mạch điện như sau. Đây là điểm M. Và cô biến thành một cái điện trở, và cô gọi điện trở này, cô đặt tên nó là RBB. Và một cái nguồn dương như thế này. Và cô đặt tên điểm này điểm 0, điểm này điểm 0, điểm M. Và cô biến đổi cái mạch đó thành một mạch ở hai điểm 0 và M thành một điện trở RBB và VBB. Cô đặt tên như vậy. Và cái cầu chia áp này cô theo định luật Norton hay là Thevenin, nhưng mà thôi bây giờ các em khó quá thì cô bày các em nào. Điện trở tương đương RBB. Thì lúc đó đấy các em. Bây giờ cô muốn đổi màu thì cô không biết đổi màu bằng cách nào. Thôi kệ đâu. Các em nhìn cho bảng cho cô nào. Tức là cái cầu chia áp này á, cô muốn tính cái điện trở tương đương RBB này á, thì ta sẽ nối mạch nếu như mạch có điện áp. Cho từ em. Cô nối mạch như vậy á, thì chúng ta xem các cái điện trở bắt đầu từ điểm 0 và kết thúc tại điểm M. Thì ở đây cô có điện trở RB2 bắt đầu từ điểm M và kết thúc. Và điện trở RB1 cũng bắt đầu từ điểm M và em đi vòng lên trên, cuối cùng nó lại nối đất. Nối đất ở đây. Và như vậy á, ta sẽ có được một hai cái điện trở này nó đều bắt đầu từ điểm M và kết thúc tại điểm M. Như vậy các em thử suy nghĩ coi điện trở RBB này sẽ bằng cái gì các em? RB1 song song với RB2. Bây giờ cái bảng số 3 nói cho cô, hai điện trở song song thì bằng cái gì? Bằng cái gì? Tích trên tổng, tổng trên tích. Bằng cái gì các em? Tích trên tổng, giỏi. 3 điện trở tương đương bằng 3 tích chia 3 tổng đúng không? Rồi. Rồi bây giờ các em viết nhanh vào cho cô. Thế còn cái điện trở điện áp tương đương này các em, đây chỉ có một giá trị thôi. Người ta sẽ bằng cái dòng đi qua cái điện trở RB2, tại vì cô muốn tìm một cái điện áp tương đương ở VOM. Cái này bằng V của M0 đấy. Thì cô sẽ bằng là Y nhân với điện trở RB2, tức là cái điện trở phía dưới đấy các em. Mà dòng Y trong cái khung này thì bằng cái gì các em? Bằng gì? VCC. Em chỉ có một giá trị thôi các em. RB1 cộng RB2 nhân với RB2. Các em ạ, mình các em bảo cô, cái cầu chia áp này á, nguyên tắc ở trong mạch điện đấy các em. Lớp chúng ta thì đây là Thevenin hoặc Norton, nhưng mà bây giờ các em quên rồi thì không sao cả. Bây giờ cô bày này. Bất kỳ ở đâu mà các em gặp cầu chia áp thì em phải tìm cái điện áp một chiều đó, em vẽ thành cái khung như thế này. Có đúng không? Và em lấy trung điểm của nó, tức là lấy điểm giữa của hai cái điện trở. Em tính cái điện áp của nó là VMO đấy, thì có phải là bằng dòng điện nhân với RB2 không? Toàn bộ cái mạch kín chia áp này được biến thành một cái mạch mà có một điện trở tương đương là RBB và một điện áp tương đương là VBB. Và cái VBB này các em đóng khung lại cho cô, trong mọi trường hợp không bao giờ thay đổi.
Thế thì để làm gì vậy? Tức là cô biến nguyên cái cầu tri ác đó thành một mạch như sau. Đây. Nào, các em nhìn lên bảng. Và cái điểm M của mình lúc thì người ta thích viết như thế này, lúc thì người ta viết thế này cũng được. Điểm M của mình đây và điểm không của mình đây. Đây là một dạng viết mạch. Và các em nhìn cho cô, mạch điện của chúng ta bây giờ, lúc nãy là nó là cái hình này. Có hai cái điện trở RB1, RB2. Và bây giờ nó biến thành một cái hình như thế này. Thực ra cái hình này thì cô thấy nó cũng chưa ổn, nhưng mà các em viễn như thế này cho cô. Cô định vẽ như thế này đấy các em. Nào, bây giờ cô vẽ nhỏ 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 bên đây nhá. Bây giờ chúng ta tập vẽ nhanh theo cho cô đi. Tức là cái mạch này được vẽ tương đương. Tất cả chúng ta phải vẽ nhanh vào cho cô. Đây là mạch phân cực rất quan trọng. Đây là mới đầu các em nhìn cho cô, nó là như hình này. Đúng không? Thế sau khi các em lưu ý ở giữa này là RB2 nhá. Là ở cái vùng chuyển tiếp VBE đấy. Cái vùng chuyển tiếp. Và bây giờ cô vẽ sang cái mạch này thì có lẽ là các em sẽ dễ thấy hơn. Transistor. À, các em bảo cô xong thấy tụ gì? Đây, VCC ở trên này vẫn còn. Đúng không? Và ở dưới này cô viết nó lại thành dạng như thế này đi. Cho các em thấy dễ này. Cái này là VBB này. Nào, hình màu đỏ ở trên góc trái và hình này giống hết nhau. Nhưng mà người ta thường bố trí, người ta cho cái điểm. Cho nên là nhiều khi các em nhìn mạch nó không ra. Thì bây giờ tập chúng ta thử tập thêm nhá. Đây là RE này, đây là RC vẫn còn nguyên này. Còn đây bây giờ nó là RBB này. Và cái này là VBB rồi. Được chưa? Và cái điểm M của chúng ta nó nằm ở đây. Và ở đây cũng vậy. Đây là cái tụ. Thì điểm M của cô ở đây. Đúng chưa? Và các em nhìn cho cô một chút để cho mình định dạng. Tại sao em phải chuyển nó xuống thành cái hình dưới này? Bởi vì ở đây ta sẽ xét một cái khung đầu tiên. Ta tiến hành sau khi biến đổi đầu tiên này á, thì cái khung này là cái khung kín đầu tiên này các em. Cô đố các em trong khung này có nguồn không? Có. À, có sẵn cái nguồn tương đương lúc nãy. Và như vậy trong cái khung kín này chúng ta tiến hành các bước sau. Các em viết cho cô này, bước 1. Viết phương trình phân cực nơi đó có dòng IB. À, chỗ này là IB đây. Tùy các em có thể nhìn quen theo như thế nào đấy. Đây là chắc chắn là dòng IB rồi. Trong mạch đi qua cái điện trở tương đương Thevenin này là dòng IB. Có đúng không? Trật tự các em. Viết phương trình phân cực. Đây là mạch phân cực. Bây giờ màu đỏ toàn bộ nó sẽ chạy trong mạch như sau. Rồi. Viết phương trình phân cực. Ai đọc cho cô xem nào? Có nguồn không? Rồi, cô viết bên đây là VBB, được không nào? Bây giờ đọc cùng với cô thử một lần trước khi mà cô... Rồi, IB gì? R gì? BB. Giỏi, sao nữa? Không. VBE, giỏi. Em nào giỏi thế nhỉ? Viết lên nữa. Cộng IE, RE, tuyệt vời. Các em viết vào cho cô. Đây là cái phương trình quan trọng nhất. Nếu các em viết được thì đấy là một cái sự thành công của các em. Tức là hơi hơi hiểu bài. Rồi. Cô thì trong sách á, cô vẫn muốn viết cái chữ Thevenin này các kiểu. Nhưng mà thôi bây giờ các em cứ làm thế này theo của cô đi. À, như này chúng ta dễ hơn. Bởi vì cô muốn cho các em là dễ nhất, tối ưu nhất. Thế trong sách người ta viết là Thevenin rồi theo định luật Kirchhoff rất là lộn xộn. Thì tốt nhất các em cứ máy móc như thế này cho cô một phương trình này thôi. Thế thì đây là bài giảng nhưng đồng thời nó sẽ là bài tập. Và cái bài tập em chỉ cần thấy số vào thôi. Là các cái giá trị này là các em được, tức là các em sẽ được
thay giá trị vào. Đây là bước 1. Thế bây giờ các em có thể chuyển được không? IE này thì bằng beta lần cộng 1 đúng không? Nào, IE thì bằng beta cộng 1 lần IB. Và lúc đó chúng ta suy ra IBQ bây giờ sẽ bằng VBB. Cô muốn thay cái này là VBB để cho mình quen đi. Là V ở cực nền. VBB RBB, cái này là dùng Thevenin đấy, cho nên là người ta cái này VBB RBB trừ VBE cộng này. Thế thì thay vì mình viết là theo định luật Kirchhoff này, chúng ta viết cho cô IBB và đây là phương trình thứ nhất. Các em phải đóng khung lại. Phương trình này rất giống cái phương trình lúc nãy, nhưng mà vì đây có hai điện trở cho nên là nó có chữ RBB. Đấy, các em có thể là cố gắng. Và từ cái phương trình này có xác định được IBQ chưa các em? Xác định được không? Nhóm thứ 3. Ở đây cô không hề viết. Em đọc cho cô ICQ bằng cái gì nào? Bước 2. Bước 2. ICQ bằng gì nhóm 3? Một bạn áo sọc caro màu xanh đỏ. Cô mời em. ICQ bằng gì? Nhóm 3. Không, ICQ đọc công thức nào. Bạn nào nhóm 4? Nhóm 4. Giỏi, đấy là nhóm 5. Bằng IB, bằng beta lần Y gì? BQ. Đúng không các em? Và tất nhiên nó cộng thêm cái công thức này là ICBO. Đề nghị chúng ta viết vào nhanh lập tức. Tại sao nhóm các em lại không thuộc bài ta? Ở đây cô có, bên đây bước 1 là chúng ta phải viết phương trình phân cực này. Đúng không? Bước 2 là chúng ta phương trình phân cực và chúng ta tìm được cái IBQ. Bước 2 là chúng ta tìm được gì? ICQ. Thế bước 3 thì làm sao? Bước 3 làm gì? Ta phải đi tìm V gì? Ta phải đi tìm VCE đúng không? Rồi, kem xuống hàng cho cô bước 3. Nhóm 4. Nhóm 4 là cái nhóm lúc nãy đáng lẽ phải trả lời ICQ đấy. Bây giờ một em đại diện đứng lên cho cô. Nào. Cô mời một em lên bảng. Nào. Cô mời em áo đen. Áo đen và bàn 4 lên đây. Bây giờ chúng ta nhìn hết lên đây. Lên đây. Đổi không khí xíu, lên đây. Cô muốn các em nhìn lên bảng. Bây giờ sau khi chúng ta tính bước 1, tức là chúng ta ính tính được IBQ. Em đứng ở phía bên này cho cô. Giờ cô hỏi em này. Bước 2 là ICQ thì bằng beta lần IBQ cộng ICBO. Có nhớ không? ICBO bằng mấy? Đói. Các em nhớ chưa nào? Như vậy bước 2 là trong mọi trường hợp đúng không? Bây giờ bước 3 chúng ta phải đi tìm VCEQ. Em thử chỉ cho cô VCEQ nó nằm ở chỗ nào? Trên cái đồ thị này này, VCE nó nằm ở đâu các em? Đúng rồi. Thế thì như vậy chúng ta phải xét cái khung số mấy? Rồi bây giờ các em khung số 2. Rồi bây giờ em thử nói cho cô thử coi khung số 2 có nguồn không? Rồi. Thế bây giờ em có thể viết được không? Em có thể nói được không? Đấy. Ở đâu ý nhỉ? À không có. Em thử nói cho cô xem nào. Cô, em đọc cho cô. Bây giờ máy móc toàn bộ cả lớp này. Máy móc không nhìn cái gì cả. Bây giờ em đọc cho cô coi. Rồi. VCC bằng. Rồi. Ôi sao giỏi thế nhỉ? Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay nhỉ. Cộng VCE. Rồi IE.
RE. Rồi, chưa, bây giờ dừng lại cho cô một chút. Trong trường hợp này mình có thể cho IC gần bằng IE được không? IE được không? Được. Tại sao vậy? Mình cứ chấp nhận đi. Ủa? Rồi. À, để tính VCE. Này, cô cho này. Tức là IC với cả IE gần bằng nhau thì hai cái này cộng lại đúng không? Và các em nhìn cho cô này. VCEQ là một điểm nằm trên đường này mà. Thì sẽ bằng gì? VCC trừ cái này, em thấy chữ Q vào đấy. Đúng không, em tính ra được không? Thế đây là phương trình đường tải tĩnh. Rồi bây giờ các em viết cho cô. Cô cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Đề nghị cho bạn một tràng pháo tay nghe. Tức là để cho nó đổi không khí. Thế tại sao lúc nãy cái bàn 4 đó không trả lời mà để bàn 5 phải trả lời? À. Rồi bây giờ viết nhanh cho cô, mau lên. Xét khung số 2. Xét khung số 2. Xét khung số 2 ta có phương trình sau. VCC bằng ICRC. Ở đây cô không viết. Cô cố tình như vậy. VCC bằng ICRC là dòng màu đỏ đấy các em. Cộng VCE cộng với IERE. Và từ đây chúng ta suy ra là VCEQ thì bằng VCC trừ ICQ RC cộng RE. Như vậy chúng ta đã có hai giá trị. Như vậy câu số 1 chúng ta đã hoàn thành. Rồi. Rồi. Câu số 2, viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Thế thì các em viết trên bảng cho cô. Phương trình đường tải tĩnh là ta chuyển vế cái phương trình mà chúng ta vừa mới viết xong á. Là DCNL. Ta sẽ có này IC, các em viết phải dạng như thế này, trừ 1 trên RC cộng RE nhân VCE. Như vậy IC là biến số. Đúng không? VCE là cái biến thứ hai. Đúng chưa nào? Và như vậy á, y bằng trừ trừ a x của chúng ta ở đây là chữ VCE cộng với b. Một lần nữa ta xác định, bây giờ x bằng 0, y bằng mấy? Chia cho cái này đúng không? Rồi, ta tìm được một điểm. Y bằng 0, x bằng mấy? Bằng VCC. Được chưa? Các em vẽ ngay cho cô một đường thật nhanh chóng, coi như là mình đồ thị này đã được điểm chưa em? Thiếu cái gì? Xong chúng ta cho điểm Q vào được không? Viết là vẽ phương trình đường tải tĩnh xong rồi đấy. Đường màu đỏ. Nhưng vẽ thế này đủ chưa em? Chưa, em thêm cho cô một chút cái này. Vẽ thế này là đã đủ rồi đấy. Nhưng mà em thêm cho cô một cái đường. Và đường đó tên của nó là gì? Rồi, IBQ. Như vậy, mạch của em đang được phân cực ở chế độ nào đây? Chế độ này, chế độ nào? Dẫn, rồi. Và các em cho cô cái tích này. Và chúng ta thêm được một cái đường nữa để chúng ta biết được đâu là vùng ngắt, đâu là vùng dẫn. Và như vậy sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta khi mà... Các em ơi, từ tuần sau cô sẽ đăng ký mình học ở đây suốt được không? Thích không? Cô sẽ đăng ký nhé. Rồi. Các em viết cho cô nào. Như vậy cái bài mạch phân cực này là mạch thứ mấy các em? Mạch thứ 3. Như vậy mình đã bắt đầu phải có, và chúng ta có 4 mạch, ta học mạch cuối cùng. Để các em viết xuống hàng cho cô 2 chấm, à là 1 chấm mấy gì đấy, 2 chấm mạch phân cực hồi tiếp từ collector. Cho mạch khuếch đại như hình. Cố gắng viết vẽ thật nhanh. Hết chưa? 10:30 cơ mà. 10:26 còn 4 phút nữa. Cái mạch này 4 phút thôi. Rồi các em nhìn cho cô nào. Mạch này các em ít sử dụng, nhưng cô sẽ phân tích rất nhanh. Trật tự.
Kem vé cho cô cho mạch khuếch đại như hình. Bây giờ tất cả nhìn lên slide của màn hình, cô muốn hỏi mạch này mắc chung cái gì? E luôn, tại sao vậy? Thứ nhất, cực thu output của nó là cực C đúng không? Cực input của nó là cực gì? B, như vậy một cái output input như vậy mạch này mắc chung gì? E. Và bây giờ các em nhìn ra đây có một cái rất đặc biệt, bây giờ mình để đếm này. Ở đây có 3 điện trở à? Có đúng không? Mà 3 điện trở nhưng mà cái RB này thay vì nó mắc thẳng lên đây thì nó lại là hồi tiếp như thế này này các em. Người ta gọi đây là điện trở hồi tiếp. Các em viết cho cô một câu thôi. Mạch có điện trở RB phân cực làm nhiệm vụ hồi tiếp. Phân cực làm nhiệm vụ hồi tiếp. Tức là em cho nhiều đấy. Phân cực làm nhiệm vụ hồi tiếp để bảo vệ tính ổn định của mạch. Để bảo vệ tính ổn định của mạch. Trật tự các em. Câu số 1. Xác định tính điểm Q. Các em nhìn cái đường màu đỏ. Xác định tính điểm Q. Câu số 2. Viết và vẽ phương trình đường tải tĩnh. Thế thôi. Bây giờ các em nhìn đến bảng cô giảng một chút thôi. Này là nó để bảo vệ mạch. Tức là em cho nhiều nhưng mà em nhận ít. Các em nhìn đến bảng. À, cái tín hiệu màu xanh là âm thanh khuếch đại đấy các em. Và các em nhìn cho cô một chút. À, bây giờ mình... Ui, nhiều công thức quá. Cô... Thôi, bây giờ các em nhìn đến bảng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ. Để viết phương trình phân cực trong trường hợp này thì ta xét một khung lớn là khung số 1. Nào, có nguồn không các em? Có, giỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết xem sao nhá. Giờ các em nhìn cho cô này, cô viết ở đây là VCC bằng. Nó tới cái gì? Rồi, IC R gì? C. Rồi tiếp theo nó tới cái gì đây? Cộng IB RB đúng không? Nó tới cái gì đây? Rồi. Cộng VBE có gì khó không? Rồi tiếp theo nó có cái gì đây? IE RE. Rồi. Viết một phương trình này thôi. Các em về căn thay vào đây beta lần IB này, rồi cái này là cái này là beta cộng 1 lần IB. Và các em có thể tìm được IBQ đúng không? Sau khi các em tìm được IBQ, các em suy ra tìm ICQ đúng không? Rồi bây giờ cô muốn hỏi VCEQ là cái khung 2. Cô có một phương trình thứ hai. Cái này là bước 1 nè. Bây giờ cái này là bước 2 có rồi nè. Bây giờ bước 3. Nào, các em nhìn cho cô nào. À, cái khung màu 2 có nguồn không các em? Có. Đọc cho cô. VCC bàn số 5. Đọc. IC RC cộng cộng IE RE. Đúng rồi. Và như vậy các em thấy như thế nào? Cô có thể viết là IC mở ngoặc RC cộng RE. Được chưa? Và như vậy em thấy nó giống trường hợp bên kia không? Và như vậy á, các em nhìn cho cô này, nó giống đến mức mà ở đây các kiểu phân tích thì cô cũng nói, nó giống đến mức mà mình mạch có điện trở RE cũng giống cái đường tải tĩnh. Mạch phân cực cầu phân áp mà có RE cũng giống đường tải tĩnh. Và mạch này, như vậy chúng ta chỉ có 4 mạch phân cực. Và bài tập về nhà là các em bắt đầu làm transistor. Transistor có 4 mạch phân cực thôi các em. Và như vậy là
Bàn số 6 nhắc lại cho cô có mấy mạch phân cực học thuộc lòng luôn. Bàn số 6. Mấy mạch phân cực? Bàn số 6, bàn số 6. Em áo xanh. Mời em. Rồi, mạch thứ nhất các em cùng học nè. Phân cực kiểu định dòng IB. Có cái gì? Rồi, có RE bằng 0. Mạch thứ hai. Định dòng IB, RE khác 0. Mạch thứ ba. Phân cực kiểu mạch cầu phân áp. Mạch này gặp nhiều nhất. Mạch thứ tư là điện trở gì? Hồi tiếp. Điện trở hồi tiếp, đây là feedback. Và mạch này thì các em đọc thêm trong cho cô. Và như vậy bài học hôm nay đến đây là chấm dứt. Cô chào các em.